Bao nhiêu? Ôi, siêu bằng. Rồi, dương hiệu cầm lai. Đá này đúng rồi, đá này. Đây coi này, tôi kiềm yên tâm. Chụp hình qua đi. Này chạm vào cái chân này đấy. Nhìn nó sẽ xác định là có một cái đường nứt xấu ở đây. Mình cũng phải đục ra để mình xem là cái cây gỗ nó sẽ nứt kiểu gì để mình tính cái phương án là mình xẻ.
Đấy. Nên nếu bây giờ mình xẻ cái chiều này ấy, các bạn bảo nó dính cái lớp này. Nên là nếu xẻ chiều này vẫn có tỷ lệ thành công. Đây nè, ra đây. Mẹ đi mày. Anh em đang chuẩn bị lên đà đó. Các bác đón cái con này. Đó. Đừng bất ngờ đó. Rác nhiều. Có là có thành công. Sẵn sàng cái này nhá. Ba bốn chân này nhá. Kẹp điện thoại đâu. Không có ai cả, chỉ có chia sẻ bình thường. Bấm cho nó cái xong mình vẫn đi làm thì kiểu làm thì nó có tư liệu. Thớ của coi nó được dùng hết trong này nên coi nó đã có lượng thớ rất là lâu rồi nên mình sử dụng ít khi và nó bị co ngót. Đây là giờ gọi là hàng trung tâm. Chào ông bé nha. Chào anh, chào bà chồng. Em thì đang lên đèo chuẩn bị xía đó. Chào anh Vũ nha. Khúc này rất là to nha bác ơi. Khúc này rộng 1-2 các bạn. Xe nó không vào lỗ nhỉ? Đây đây, xem này, thầy làm mẫu một lần rồi này. Ồ. Đây. Thầy làm mẫu đó. Phá vậy lỗ to ra không. Chỉ cần nhẹ thôi hiểu không? Phải làm. Đập mà rồi lấy cũng không biết nữa. Đấy, thấy không? Thấy không? Thấy thầy không? Đấy, thầy cứ hướng dẫn một lần nhất thôi. Đấy. Em ra cửa này rồi các em làm gì không được. Thầy nãy mấy này luôn đi. Nếu mà mình lấy cái khoan mình khoan ấy. Ví dụ cái khoan đâu ai dẫn quay cho mình đâu. Mày không nhờ. Đây hang ở đây đừng có bảo là mình chửi mở mày vậy không ơi. Đây bây giờ thầy. Rồi đó. Cái này cũng vẫn được biến. Đúng rồi, nắm đây rồi nha.
đây lại cho nó giữ lại. Xong rồi ấy tiếp. Chắc chắn là mình chưa rồi.
Mở bát ơi, mở bát, 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 mở bát